Rồi ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Triệu Lo Ron của mình ha. Tiệm nay mình đi AD các bạn. Nhưng mà trận này thì team mình là chơi giáo án là 5 AD nha các bạn. Cứ tưởng hủy ai ngờ là vô đánh luôn các bạn. Bên Niêu Ngộ báo cáo trồn vào đầu game này. Rồi ok, rất hay nha. Đầu game thì ra chat là on mid. Nhưng mà trận này thì mình sẽ cố gắng mình vào rừng mình farm nha các bạn. Nhưng mà mình đi rừng đó, nhưng mà không có đem tiền chạy. Ối về luôn. Thì trận này thì mình cầm Vaseline. Vaseline quang win nữa. Là mình kiếm thằng Ari đâu rồi. Nhưng mà thì nó về rồi. Thì đường trên sẽ là theo nát nha bạn. Còn dưới sẽ là Tuat nha. Tuat và 2T. Còn dưới sẽ là nước suối là vì là vì chết bên kia không có AD. Giáo gì không. Nhưng mà tem bạn là trâu hơn tem mình nhớ bạn. Tem mình máu mỏng không à. Đặt luôn tóc biến lên chơi nè. Rồi lụm nó. Ok. Nhưng mà này thì chắc là đủ đam rồi đó các bạn. Lâu nó múa quá múa nè. Múa thì choáng nó đi, choáng nó đi. Mai choáng nó cho nó đừng múa, bắn nó đi, bắn nó. Ui để nó múa dữ vậy. Rồi lại tiếp tục về thăm ngàn thôi. Trận này thì ai muốn vào farm rừng thì farm nha. Vì mình không có trường chạy nên là ai nhân phẩm ai tốt thì ăn được thôi mấy mẹ. Thêm bạn vào cúp nữa nè. Thêm mình thật ra là bản chất là cũng không cần bù lắm đâu mấy bạn. Tại đi loại loại xà nổi chứ mà. Anh nó luôn ừ, đây lụm nó, lụm nó, lụm nó. Ơi, vui. Ôi ơi, ui. Ok, vẫn chạy được các bạn. Team mình thì được cái là 5 trợ thủ là team bạn muốn bắt thì rất là khó nha. Thì mỗi thằng một nơi thì bắn team bạn muốn bắt chủ lực thì thằng nào cũng là chủ lực hết nha. Nên là bắt rất là khó luôn nha. Bắt đường này thì còn đằng AD kia. Nhưng mà để team mình về lết là team bạn hay mệt á. Vì về nớt thì team mình có đồ rồi bắn nó thấm hơn team bạn chứ. Bắt được, có thể là cao lắm bắt được 2-3 người thôi. Còn team mình là tới 5 người đều là AD hết. Nên là rất là căng cho team bạn nha. Đó, nhưng mà đầu game thì căng cho team mình. Thì bạn múa quá là múa luôn nè. Cướp rừng các kiểu hoặc là điểu luôn. Hiện tại thì cây KDA của team mình nó tốt hơn các bạn. Team bạn thì cũng bị loạn nhiệt theo team mình nữa. Đánh cũng hơi bị loạn xạ thì chị team mình dùng ra mid không à. Nên là team bạn phải ra mid để thủ nha. Ôi rồi, xong rồi. Team bạn quá nhiều con chế mà đam. Quá nhiều đam nữa, tại vì có Alice nữa bạn. Alice với thằng Urat thì đứng ngoài cấu rỉa. Còn team thằng Achit nữa. Achit thì nó bực chiêu cuối lên rồi nó bay vào nó quẩy thôi. Miễn nhiễm mà. Cơ hội win của trận này thì mình thấy là nó còn tập khoảng chừng 10% thôi các bạn. Anh không biết là như thế nào nhưng mà cũng cố gắng hết chứ tại vì bít rồi. Bước đầu tiên bạn lấy là lợi thế đó, bạn lấy là điểm hòa gục nè. Là vì hay hả? Sao hay? Bây giờ thì mình chỉ đợi cái chiêu đạn thần quang của Lavi thì mình sẽ sổ vào nha bạn. Đúng là sẽ sổ vào. Ồ, phần này sẽ xong chưa hết rồi. Đối đầu với lại Murat là một điều cực kỳ khó chịu đối với các AD nha. Thì nó bay ra bay vô rất khó bắt nữa. Trừ khi team mình có Vera hay là Arum hay là Alistair. Đấy, đây là những cái bộ tướng mà những bộ tướng có thể là bắt Murat nha. Thì Murat không được về được nha. Rồi bây giờ trong rừng thì mình cố gắng mình farm, có gì farm đó thôi mà. Chứ giờ team bây giờ bắt đầu là lấy lợi thế ép kiểu này rồi rất là khó nha.
Là bị dạy hay hả? Trận này lúc đầu là Bích là tưởng hủy rồi. Ai ngờ cuối cùng mấy thanh niên lại quay lại chơi các bạn. Để lại chơi luôn, không quay chậm. Đây là ấp buộc xong này phải đánh thôi. Rồi thì như mình nói cái tỷ lệ thua nó khá là cao nha. Nhưng mà sẽ có còn 10% còn lại thì team mình có thể thắng rồi. Khi mà về lết nha. Lết team mình xạ thủ được có khi mà có đồ bắn rất là rác luôn. Nhất là vị trí của Hayate với lại Theonat thôi mẹ. Còn Van thì chỉ khỏe đầu game thôi, cuối game thì không khỏe lắm. Đấy, cuối game thì làm chậm được ok hơn nha. Thôi. Thì trận này không có đâu, vẫn làm được. Thì trận này không có support nên là đánh Van rất là khó luôn nha các bạn. Như nếu như mà có support á thì về cuối game á mà có support á Van bắn xạ cũng ngon lắm nha. Đấy, nhưng mà cái đam nó sẽ không có ăn được cái lợi thế tốt như lúc đầu thôi. Đầu game thì Van như là thắng mọi kèo luôn các bạn. Kém rất là nhiều nha. Rồi ăn đi. Ôi, và này xong rồi nữa rồi. Tự các bạn ơi. Ăn mấy con bùa này cũng thuộc dạng nhân phẩm nữa bạn. Rồi cuối cùng mình không có bùa luôn nữa giờ mấy lần rồi. Cái nhân phẩm của mình không được tốt nha nè. Nên làm mới thua cái chuỗi 25 giờ rồi á. Chờ lâu kìa, rồi ok lượm được lâu rồi. Đấy, em thấy không, team mình dùng đam khiếp sự luôn á. Rồi là mua gas luôn nè. Ồ, mua gas phải đấu gút chị em kịp là xong với team mình rồi. Này, 5 người đi chung là all mid nè. Đấy, bây giờ bắn trụ thôi thì team bạn đỡ kiểu gì. Hiện tại chưa có lính. Rồi là mua gas luôn. Đấy. Bây giờ nó bụi, nó bắn một cái rồi mua gas gút về không kịp luôn nè. Rồi lấy trụ. Rồi ok. Hai người thôi, hai xạ thủ thôi là lấy trụ rất là nhanh nè. Thì team mình mà ép một đường mà team bạn cũng hơi bị khó thở nha. Giờ có lính lên là team mình chỉ cần ép một đường thôi. Với lại team mình giờ bắt đầu cũng có đồ rồi, chơi phút thứ 9 rồi mà. Rồi, quay về ăn con này đi. Không ăn được con này nữa thôi luôn á. Ê, coi chừng team mình vô là ok vẫn ăn được rồi, mình có thanh kiếm rồi mẹ. Quay được có hai món đồ thôi, bây giờ mình lên thêm cái rìu nữa. Tóc biến lên chơi nào, bắt là bắn nè. Rồi ok, thêm một mạng nữa. Về chắc fan này mất trụ rồi. Về theo ơi, đi cao với bạn rồi, xong rồi, fan này mình nghỉ theo xong rồi. Team bạn nó kéo lên từ đó rồi theo chạy đường nào nữa. Thế nào quen. Ôi biết bao bắn cái này phí vậy? Phí gì? Téo. Ui hà được ai chết kìa. Ui double kill kìa. Ui tên đi. Ai vậy tên đi. Pha này hay nha. Ui gáp nó lên nữa. Được không? Ui ao nhây luôn kìa. Hay nha. Team này hay nha. Thì mất MWB là gì? Mất MVP gì hả? Ui, tèo có sức bắn rồi, bắn kiếp thiệt thư, thương quá mẹ. Rồi, quánh con này luôn. Rồi, ok, thêm một mạng nữa cho mình luôn.
Bùa xanh. Thăm nhà anh, được ăn của mình. Ok, rồi. Về ăn gọc đi, Ê, thằng ai chít. Không được, ui. Lẹ, ok, lụm lần ai chít. Ui, nó chạy được kìa. Rồi, lụm nó luôn, hay. Cái này quá hay rồi. Lên gọng, lên trong luôn các bạn ơi. Lên trong luôn. Vậy tem mình mà tách ra thêm một tí nữa là Mugat cơ. Mugat hơi căng nha, Mugat ảo anh chảm là vô được một người, nhưng mà mấy người kia sẽ quay lại dùng đam nha các bạn. Ôi, thôi, mình tấp biến, lỏ rồi. Bạn này mình tấp biến về, mà sao mà lại nó chạy lên ta. Nú thật xà viêu á. Căng nha, bắt đầu căng rồi đó. Mình sẽ giờ mình có 3 đồ rồi. Cây okay, này khá là xanh nha, xanh nhất bản đồ nha. Chưa thì lên đồ cuộc chợ mấy bạn. Kè dính nãy nó quán kìa. Ôi, ta nó bắn kìa. Bắn kìa. Thôi bắn luôn đi. Có thêm cái tinh linh nữa thì quá lợi cho tem mình nữa các bạn. Ôi, tem nó đuổi. Đuổi tem bạn kìa. Mùi xanh. Ăn luôn. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Ăn nè, cái trống nè. Ui, lắc kìa. Rồi, ok, lượm được con công này ngon. Tí nữa bị thằng Ariku nó KS rồi. Nhưng mà vẫn ăn được các bạn. Rồi 3 phút nha. 3 phút rồi bắt đầu team mình bắt đầu là có lết rồi đó các bạn. Thì lết kiểu này là team mình có đồ là team bạn rất khó nha. Thôi bắt đầu bây giờ là mình lo cho team bạn rồi đó. Kìa bắn kìa. Bắn gian lết không nổi luôn. Rồi lấy đồ siêu cấp thôi. Con mình vô lấy đồ siêu cấp thôi, lấy đồ siêu cấp rồi. Ok được kìa, siêu cấp rồi. Ôi. Dồn đa quá, ai chết chưa kịp làm gì luôn. Mới đứng trong nhà đó đó. Đánh lâu nè. Rồi. Ôi, nó băng xương kìa, đánh nó đi, đánh luôn. Ok, rồi. Lấy luôn cái trụ này thôi, Rồi. Rồi, lùi tí, được rồi. Tí nữa thì mình sẽ lên mình làm choáng nha các bạn. Tí nữa mình lên làm choáng thì giống như là mình sẽ theo kiểu là đánh nhiều kiểu tanh luôn các bạn. Là tăng cơ luôn. Để cho team mình, tại vì team mình nhiều AD mà. Không có mình thì có mấy anh em kia bắn về theo, bắn khá là đau rồi. Theo với lại 2GT. Thì có đồ hết rồi bây giờ. Team mẹ bây giờ bắt được một người thì còn 4 người nữa. Đó, ôi thôi, xong rồi. Ok, rồi. Em bạn lập được 2 người nhưng mà cũng nằm lại thôi. À thầy hay, ôi hay kìa, coi ơi, hay kìa. Hay nha. Thôi. Ho luôn rồi. Rồi. Rồi mình sẽ lên thêm một môn thủ nữa. 4 mày nữa tôi bằng bạn ha. Không trao được, tên mạng mất 3 đường siêu cấp rồi, tên mình vẫn chưa hút đường siêu cấp nào nha.
Trong này tao miệng tụi dưới ăn nha, nhưng mà không có gì. Bắt đo không 5AD mà. Bắt đo thì phải ôm mít chứ. Rồi xong rồi. Ui. Nó chém một cái rồi là mua ghế bốc hơi luôn rồi. Ăn đi, đâu rồi? Ăn đi. Ăn xong rồi lên. Tao nói trong bụi đó, đó thằng Aegis này tôi biết ngay mà đó. Anh đi bắn lên. Rồi. Rồi còn 5 người. Ê vẫn còn kìa. Kiếm mà chứ. Ôi thôi lâu. Thôi được, đánh được, bắn đi. Rồi. Rồi cuối cùng cũng phải nằm lại, hai người nằm lại rồi. Vẫn chưa quên nữa các bạn. Em bạn hiện tại đang rất là khó khăn thì thủ mấy cái tân lính siêu cấp này nha. Con nào cũng lấy như con voi vậy. Và tiếp tục là bây giờ team mình sẽ ra để là câu con bên công nha, ra mình sẽ bắn lên câu bên công cho team bạn ra nha. Rồi. Lính siêu cấp không à, với lại team mình nó có lính siêu cấp nên là team bạn rất là khổ sở khi mà giờ không có cái tân lính này nha mẹ. Tèo. Ôi nó còn hồi sinh kia, tèo. Bắn nó đi tèo. Ôi tèo rồi, ôi tèo ơi. Rồi, ok. Đấy rồi. Ta bị được cái double kill luôn rồi, lên. Đâu thế? What? Em bạn cũng nứt bụi dữ lắm nha. Cực căng luôn, 18 phút rồi. Trận đấu này vẫn chưa có dấu hiệu hai nhiệt mấy bạn. Đánh nhau chí chóe luôn. Sao mà cái tụi này hơi mà Giữ được siêu cấp thôi. Rồi. Ôi. Thôi nó ngu gắt nó rút gì kịp, còn nó trúng cái đạn thằng quen rồi. Thêm bạn cũng có đồ rồi nha, nó là nhất là thằng Alice á. Alice nó có cái lưu lên quân phép, cái đàm nó khá là đầu nè. Không, mình bán giày mình sẽ lên giày hậu vệ các bạn. Rồi hôm nay thì mình sẽ tăng cho tay mình luôn nha. Ôi nó bắn xuống kìa, lụm nữa. Đó lụm rồi kìa. Rồi bắn nó thêm cái nữa. Rồi. Ôi pha này vậy mà bị lấy cái giáp của mình kìa. Mà không sao, được nha. Rồi, này chắc chắn là mình sẽ tâm luôn nha. Kinh công sắp ra nè, mình sẽ lên mình tâm cho tem mình đánh nha. Đó, bây giờ có câu chiêu cho tem bạn dồn rồi. Thì mình có hai món thủ rồi. Thấy không? Ôi. À chết, tình này khổ quá mẹ này. Cái là trận này là team mình không có AD nên là hai đội hình dị gặp nhau. Quá nè. Ôi để thằng quen kìa. Ôi bằng lấy tới quăng cái đó mình không đuổi theo được thằng chưa. Thằng Ugas các bạn này. Chung.
chung với đi, chung với. Để tránh được cái ảo anh giảm của thằng Google là ngon nha. Thì vì ảo anh giảm nó bây giờ đau lắm nè, tem mình toàn là lên đồ đồ công không à, máu rất là mỏng luôn. Mình sẽ bán đồ để mình lên thủ thêm một món thủ nữa bạn. Ôi mình bắn bạn được quan phí vậy. Vào con boss thả bắn. Ôi bắn kiểu này. Xong rồi. Ôi xong rồi. Thôi. Mình hết cứu rồi bạn ơi. Dạ nó múa rồi. Bắn luôn. Rồi tôi bắn được. Rồi lắm, ok. Các bạn cũng lên bảng 2 người. Từ nha. Rồi. Ôi chú bách. Bụi đi đâu vậy? Kìa. Tóc biến lỏ vậy. Lùi. Thấy. Thế mình được cái lợi thế là vẫn còn 3 đường siêu cấp nữa mà. Lính lên khá là đều cho nên là tem bạn chọn lính cũng căng lắm nha. Vô đây nè, nó ăn kinh công nè, mình vô mình đánh cho đánh nè. Ê, chúng này nó quen kìa. Ô, nó chạy kiểu kìa. Đánh đi, hết nó chịu rồi. Ôi. Thôi win đi, win. Rồi tay mình dài. Rồi theo bắn hết. Rồi bắn còn 4 người. Ôi pha này chắc kinh công được luôn á, kinh công rồi chắc win luôn quá mấy bạn. Theo kìa, theo đẩy kìa. Đẩy kìa, ôi, quý. Hả? Ờ, gia anh làm gì á? Ôi, một trận đấu rất là giải trí luôn nè.